Oh, it's time for Yasuo. Ủa, là xong đồ này ngon này. Được một con Yasuo nữa các bạn. Cảm giác là hơi tham quá. Yasuo bao. Như này có lốc đẹp không? Lốc thẳng mặt luôn không? Ra hàng sau chết hết luôn. Ôi, nó lốc. Công nhận lốc vào đấy. Đến số thì nhiều. Ây giờ mới lốc vào hàng sau này. Sao mà đó được? Oh, it's time for Yasuo. Cộng một clip, không nói nhiều. Ok. Hack này được tăng 20% dam, có tầm ảnh hưởng rộng hơn nhưng mà cụ thể là toàn bản đồ. Quan trọng là bây giờ Yasuo là thông minh rồi các bạn, nên hack này rất mạnh. Miễn là không quá đen. Trong trận mà các bạn không quá đen đến mức là chết rồi vẫn chưa có hoặc là gần chết mới có Yasuo 3 thì chắc là các bạn sẽ ổn thôi. Bạn có thể thấy cái khả năng giết quân của Yasuo kìa. Ôi, má đừng thắng chứ, chém, thua một. Ui, ui, rồi rồi rồi, thua một, nice. Trông sống như thế này mình cũng thắng à? Này, này trông cũng đuối đuối mà không không chắc là không đâu nhỉ? Tại tập chịu đòn nó cộng 108 cho tất cả các quân thì nó phải đủ trâu chứ. Con Yasuo thi thoảng nó sẽ bị lốc ngu khi ở gần như vậy nhá. Này, ở tận xa nó sẽ lốc chúng này. Ui kìa. Ồ, suýt thì giết được thêm một con. Mình có thể đánh chuỗi thắng được mà, mình nhặt con Yasuo 2 thôi. Ồ, nhà này yếu quá nhờ. Nhà này không có đam, chắc là tôi thắng rồi. Thắng thì sau lại phải lắp full đồ à. Ở đây đẹp nhất là mình nhặt được hai gậy à. Ừ. Hai gậy hoặc là gậy kiếm hoặc là nói chung là nên có một cái gậy đúng không? Ui, thắng nguyên sàn luôn mà, nó không giết được một con nào luôn. Găng đi vậy. Ồ, cả số 3 à? Có nên nhặt không nhỉ? Chắc là nên đấy. Nhà này mình có thắng được không ta? Cầm một chiếc găng biết đâu thắng được. Hosagi. Hosagi lần 2. Hosagi chết hết. Ồ, vẫn còn con kia sống à? Có thế. Thắng lượt trước thọt thật đấy. Khỏe thế. Oh no. Giết được 2 là thành công à. Thật ra mình luôn luôn muốn phải tầm giết được 3. Ui, lốc đẹp chưa. Lốc một phát nữa khi mình win đúng không. Mình thắng được nhà đang chuỗi thắng. Ảo ma chưa. Oh say. Match 2. Lập bàn tay đã. Ai chẳng biết là một bàn tay găng bảo thạch các bạn. Nhưng cái quan trọng là đồ ở đâu ra để lắp những cái thứ xa xỉ ấy thì không ai biết. Hosaki. Ôi anh ơi. Rồi. Đấu sư con này có AP cho dàn trên luôn. Đấu sư. Các bạn, cái hack ấy chỉ là một hack trắng thôi mà. Tự nhiên đi roll cái hack trắng nó hơi cục quá. Với cả là đấu sư ngon mà. Yasuo auto xếp trên mà. Hey. Ok. Giờ thì cứ lag xíu ra quả trứng này. Hey. Here we go. Thêm một cái găng nữa à. Ôi. Vô cực kiếm. Không có các bảo thạch thì mất khoảng 20% AP. Nhưng mà chấp nhận thôi. Mình có lại 15% AP ở đây. Ok, đấu sư rồi cũng được. 300 bạc. Isin 2, Yasuo. Nhà này roll hết tiền rồi đây. Mình ăn được không ta? Nói chung là tùy lúc đẹp lúc xấu thôi. Về. Này thì chém chém anh nè. À dạ. Xin lỗi. Càng thế bro. Xin lỗi. À là chứ. Ê bạn ơi. Nhà này vẫn carry bằng kêu 1 rồi. Lúc xa thì đẹp, lúc gần thì ngu, lúc gần là lúc 1 thôi. Nhìn là... Rồi.
tide. Bạn này chạy đơn giản thôi. Sau bạn chạy thành 6 xong đấu level 8 là hết. Nó phải nhiều 3 sao cơ mới mạnh nữa. Có mỗi Yasuo thôi thì cũng không đủ top 1. Cái gì mà lock 1 vậy Yasuo? Đây bây giờ mới lock 3 này. Đây lock 2 à? Thế cho ấn mà ra ấn phế phế thì cũng khó nhỉ, mình vẫn có một lần roll. Một lần xong đấu này ngon này, được một con Yasuo nữa các bạn. Như này thì level 7 sẽ khá là ngon ấy. Level 7 là mình đã có thể chạy 6 xong đấu rồi. Bỏ TF à? Một lốc. Để hai lốc. Chết luôn con gì trong góc. Uê. À lốc. Và wow, lốc cuối cùng. Osagi. Roll. Yeah, kẹt luôn. Bỏ ven đi nhá, về sau lấy ven sau. Đấy, ven trở lại rồi. Nice. Có cái cọc ở đây thì nó sẽ lốc hướng nào nhỉ? Nó cọc ở đây làm gì có chỗ lốc đẹp để xem. Không có góc. Tức là góc của nó được chọn theo mục tiêu hiện tại cộng với cả số quân nhiều nhất. Nó có thể tính được thì mày. Đấy, kiểu như thế. Cũng có cách xếp Yasuo kiểu lốc ngu ấy mà. Thấy chưa? Thua luôn ạ. À, cái này ngon này. Yasuo thứ 1. Để Yasuo hàng trên nhé, xem là như thế nào. Ui lốc. Ê, lên tận nóc nhà luôn. Ơ kìa, quay ra lốc một mình một con á. Ảo đấy. Đấy, phải lốc như thế chứ. Ây da, chết con khụt con kia kìa. Ảo thế. Ủa, thấy là toàn thua vô vẩn thật đấy. Bản ven này cảm giác là hơi tham quá. Số bao như này có lốc đẹp không? Như này lốc thẳng mặt luôn ra hàng sau chết hết luôn. Ôi là lốc công nhận lốc ở đây để số đi nhiều. Ây giờ mới lốc ra hàng sau này sao mà đó được. Mà phai nữa. Solari. Yura thôi. Ăn ngay quả lốc ạ. Cái này ra mang file là anh em mình kẹt à. Một lốc này. Hai lốc này. Tôi cũng có lốc mà. Đâu phải một mình bạn biết lốc đâu. Ôi không kẹt về. Thế thì xin phép. Không kẹt nữa. Kẹt là cái gì? Nó bài trông kinh dị vãi nổi nhỉ. Ui chuẩn bị lốc một phát chết hết cái đám này đây. Hosaki. Còn Na à, Na 2 thôi. Này thì Na. Đêm nay anh Long bạo quá làm em dê. Tao hỏi chấm. Hiểu rồi. Bạo quá là em dê à. Em dê kệ mẹ em chứ. Đứng trước mặt con Dinh này. Dinh bắn chết luôn Yasuo. Hosagi chết hết đằng tay. Và Hosagi chết hết đằng sau. Kinh nhở, cái lách này ghê thế. Rồi ếch xả lách quá làm em muốn bắn tùm lum luôn à. Bắn đi em, ngại gì. Khổ quá. Bắn tùm lum tôi tạo ra hệ sinh thái. Ui. Có hai cái ngon, ba cái à. Cốc dây chuyền trục thổi dầu điện. Nó cũng chả có kháng mà các bạn. Lấy dây chuyền thì ngon hơn. Roll. Ven.
chắc để ra xuống hàng trên này nó sẽ tránh cái việc bị lốc cái cọc ở chỗ này hơn. Đây này, lốc một phát ở góc này luôn. Ui, rồi tôi đã re. Sau phát đấy tôi đã đành phải re. Má ơi, có mấy cái cọc lốc phê rồi đấy. Xong. Ron. Mình có thể táp xong đấu được ạ. Ron. Ron. Một ron nữa cho vui, nhưng mà không vui lắm. À, lần này đứng không đối diện với Trinh. Rồi. Rồi. Được của hai. Ui, bị phong tùn sấy chết luôn rồi. Má, phải đứng ở giữa mũi nó như thế bao giờ không. Chán luôn. Ờ. Giao điện này. Có whip 3 chỗ này hơi mệt nhỉ. Về. Mỗi lần mình chơi tại sao lại cứ dính vào mấy con 3 sao xong mất clip nhỉ. Tôi chả có duyên với Yasuo đâu ạ. Vẫn thua. Được, lại thua à. Ổn thế. Quick 3 vẫn không đổ. Lại ra phê nữa à. Ủa em không chơi đâu. Ôi Fiona 3. Xem ăn được Quick 3 không? Nhà này giàu quá bởi vì làm tăng ca mà lại có lưỡi kiếm tử thần từ sớm như này. Một lốc. Quick 3 có tác dụng gì đâu bạn. Nó không cho đồ chết luôn rồi. Hai lốc chết hết. 6 Mordor à? Ừ thế mới bảo. Chứ bây giờ khi bây giờ nó hai roll quá thì tôi chịu thôi mà. Nếu mà nó chỉ roll trung bình thôi thì vẫn đỡ được. Thằng này mới ngại, thằng này ngại phết đấy. Belvet mất bao lâu để giết con Malphite này. Thế mà Belvet rồi kìa. Một lốc, ui lốc thế mà. À đâu, hình như vẫn trúng à. Hai lốc. Ba lốc. Rồi, chết Belvet rồi thằng. Đây chưa chuột tội đấy. Chơi full buff cho hàng trên à. Nó lốc hụt rồi. 3 giây chuyển chuộc tội. Siêu hồi máu. Câu giờ cho Yasu. Nhà hút 3 này thì 2 lốc thôi. Đã chết hết rồi mà. Hay là bây giờ làm như này sao? Có lẽ mình nên làm như thế từ nãy à. Viên 3 thì sao? Tôi không muốn lấy viên 3. Đang muốn để búp phút vào cho Yasu luôn các bạn. Một bài mình đánh bằng 3 carry là được rồi. Đánh Nila 3 này. Fiora 3 với Yasuo 3. Không cần tham quá nhiều carry làm gì mà. Sợ nhà này lên mua đồ 3 này tôi chịu. Ui à, vẫn thắng luôn à. Lốc là mình thua. Phải né được lốc không? 80 tiền nữa rồi. Không đủ shroud ngon này. Nó có 32 báu à. Ờ à, lượt sau mình thắng là đủ. À, Yasu né được một lần lốc. Một lốc. Ba lốc. Vẫn thua. Khỏe quá, bài nó nhiều nguồn đam quá. Top 2 tiếp à? Lại top 2, sao bánh nhảy Yasu này toàn top 2 vậy? Mặc dù rất mạnh nhưng không thể đỡ được ấy. Cái sức mạnh của tiền ấy.